Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay hai chị em mình đi chơi lên Hải Phòng này. Tí nữa thì đi với đội mình thì sẽ có em Thu với lại em gái Thu nha mọi người. Lên Hải Phòng. Hôm nay chủ đề em đi quẩy. Cho Nga đi quẩy, Nga Nghệ An về Hải Phòng đi quẩy. Tại vì Nga là cũng ít có cơ hội lên Hải Phòng nhỉ. Ừ. Không hình như là chẳng lên bao giờ luôn ấy chị Nga ấy. Mình thì ngày xưa còn học tiếng Hàn mới làm gì trên đấy chứ chị Nga hình như là không. Nhưng mà kiểu cũng lâu rồi không nhớ ấy. Nên là hôm nay chủ đề cái video ngày hôm nay là sẽ ăn sập Hải Phòng nha mọi người. Nói đến Hải Phòng thì là vâng, mẹ đang nấu cơm. Mẹ đang nấu cơm anh ơi. Bác cả hôm nay này về ăn cơm trực. Ăn cơm mẹ vợ. Rất là nhiều món ngon mọi người ơi. Ở chợ Cát Bi này, bánh đa cua các thứ. Nói chung hôm nay là xem là chị Nga hôm nay phải ăn nhiều rồi nhá. Giảm cân thì nào về Nghệ An giảm sao. Hôm nay là ăn gọi là thôi chẳng mấy khi đi Hải Phòng để ăn cho nó chán chê đi về không có mà ăn. Đấy, đang bảo gọi taxi nhưng mà đi xe máy cho nó chủ động, mình đi nhiều nơi mọi người. Đợi Thu sang là mình sẽ xuất phát. Rồi, đội hình đây. Cả nhà. Đây đây là em Mộng Thị Xuân và Mộng Thị Thu. Xuân Thu. Rồi đi thôi. Nga lái xe cẩn thận nhá. Ok. Rồi mọi người, bây giờ sau một thời gian chị em mình đã đến Hải Phòng rồi này. Đó, đây là cái quán này thế mà là nổi tiếng mấy chục năm rồi mà đối với mọi người, mình sẽ vào đây ăn bánh đa cua. Trời ơi mọi người, đây là nước dùng này. Còn đây là thức ăn. Em này em đang vớt bọt. Rất là ngon luôn. Ui, chả cá này mọi người ơi, quẩy này. Bánh mì. Dạ vâng, lần sau cháu về cả nhà. Dạ vâng. Dạ, cho cháu cô. À. Cả nhà ăn nấu ngoan ngoan đi cơ các nơi xong ngoan về nhà ao xong ngoan đi chặt huyết lên ngoan đi mua cả cho chị gái đi ăn dạ. Thế là ngoan thì họ không xem kênh mày nhiều hơn đấy. Đấy thế là cô này không xem kênh của cháu rồi. Kênh này nhảy hơn như kênh gì à? Vâng, kênh này nhảy hơn, này đi khắp Hàn Quốc rồi. Hôm nay là chồng bái chàng mỗi ngày bái khỏe bái cứ xe bái đi bái lên tâm mấy tuổi bái khỏe được đi ra đây luôn á. Dạ vâng. Dạ vâng. Hôm nay đến đúng quán cô ấy xem kênh của mình mọi người ơi. Hôm nay chắc là cháu phải ăn ủng hộ cô nhiều nữa. Cô đi vào trong đây được ạ? À dạ vâng, bây giờ mình sẽ đi vào trong đây. À thế à, vào đây ăn chứ phải ngồi ở ngoài đấy à? À đây, quán nhà cô ở đây mà. Chị em vào xếp hàng rồi đây. Quán này á? Thế à? Dạ vâng. Nó bắt con trên kia cơ. Dạ vâng. Wow, bánh đa ra rồi mọi người ơi. Ngon chưa? Bắt đợi lên bé xíu. Thích chưa? Ăn được món khác em ơi. Hôm nay là phải ăn sập Hải Phòng ấy. Thế thì gọi em đi, mọi người bắt được bắt con gì. Đấy, ngon chưa? Dạ. Em nắp chân lên nhá. Mở. Em nắp chân lên nhá. Nắp. Không lo ăn đẹp rồi, hôm nay trừ tí cũng được. Thôi em sẽ phanh chân vào, em sẽ ngoan. Em hứa là em sẽ ngoan. Hôm nay là có sự xuất hiện của Trang nữa mọi người ơi. Đấy. Mấy chị em đi chơi vui. Chị em ăn chung. Chị em biết. Nhờ. Em kia này em Thu là mọi người biết, còn đây là em gái của Thu là Xuân.
Còn bên đây là Nga Nghệ An là nổi tiếng rồi. Tình cờ thật đấy, gặp đúng cái cô, gặp đúng cái cô chủ này, cô ấy lại xem kênh của mình. Em là thư ký. Ờ, ngon nhỉ. Cái này như có con bè bè ấy. Dạ vâng. Ừ. Bắt nó quất này. Bánh bè, bánh đa này và cua tươi luôn. Bánh đa Hải Phòng thì là nổi tiếng rồi. Và chả cá nữa này. Lần trước về ăn rồi này, về ăn. Sao chị phải lên đây ăn? Đây ngon. Ờ. Ừ. Nhưng mà xa quá, đi xe phải lên nửa tiếng ấy. Em đi xe nửa cách đi mà em cứ phải ngồi lên đây ăn đấy. Hôm nay là mấy chị em mình là di chuyển bằng xe máy ấy mọi người. Tại vì đi cho nó tiện, đi taxi thì cũng được ấy. Thế nhưng mà là mình không có chủ động ấy, mình đi nơi này xong lại còn đi nơi khác nữa, ăn nhiều món của ẩm thực Hải Phòng nữa. Cái này là đi xe máy. Ngon không em ơi? Ngon, ngon vãi chị ơi. Ôi dồi, ngon vãi thì là biết là ngon như thế nào rồi đấy. Bánh Hải Phòng em chê sao được. Không, nó không có lòng vòng. Rồi bây giờ mình cũng muốn ăn thử đây. Nước ngon vậy. Bánh đa ngon hơn bánh đa kiến thủy. Quê ở nào này? Ngon. Cái này lắm. Chị ơi, thật là ngon không? Em về lần nào là em đây nha. Tí nữa chiều chiều nhà mình sẽ đi ăn ốc à. Ốc ngon nhỉ, ốc miêu ấy. Ốc, thẻ mặt ốc. Tôm về này, chân bữa nào. Hôm nay thì nó lên chỗ được cái lôi ăn cũng ngon. Rồi mọi người, hôm nay địa điểm thứ hai chị em đi là đây. Chợ Cát Bi. Gọi là trung tâm thiên đường ẩm thực ấy. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nhá, xem nó có cái món gì ngon. Mọi người có thấy là cái lúc đi mình mặc áo khác à? Bây giờ là mặc cái áo khác. Lý do là vừa nãy đi tặng mặc một cái mấy hiệu quần áo ấy, mua được mấy cái áo phông. Thế là đang kêu bảo mặc luôn chứ không phải thay nữa. Đi xe máy xong rồi sẵn nó bắt được mắt. Wow, đây này mọi người ơi. Chợ Cát Bi thì lần trước anh chồng mình về thì mình đã đến đây một lần rồi. Ngày nào cũng thế, giờ nào cũng thế, rất là đông. Nhưng mà bây giờ hiện tại mình đang đi là cái giờ trưa mọi người. Cho nên là chị Nga đang đi với Trang. Trang thì nó dành cái chợ này lắm, biết nhiều món ngon đấy. Ủa, hôm nay đi còn vắng hơn cái lần trước mình đi vào buổi chiều ấy. Học sinh, sinh viên nó ngồi hai bên đông lắm mọi người ơi. Hả? Nga đang hỏi gọi Thu đi đâu. Có cả bánh đúc nữa này. Wow. Trang ơi, ăn món gì, ăn món gì trước em? Hai xuân như Thu đâu nó biết, tôi biết. Không lạc được đâu. Chị lạc chứ chúng nó lạc ra được. Bây giờ mấy chị em mình sẽ đi ăn ốc trước mọi người. Từ hôm bé này chưa được bữa ốc nào hết đấy. Cho nên là sẽ đi ăn ốc với lại cái món gì nhỉ? Dưa dầm. Dưa dầm ở Hải Phòng thì rất là ngon, thì ngày xưa mình cũng không biết cái món này đâu. Mấy lần trước về là mới được ăn cái món đấy đấy. Trang nó sành ăn cho nên là biết cái món nào ngon thì anh chị em mình gọi ăn. Ôi, ngao ốc già với ốc này trước đi chị ơi. Ốc già với cái ốc biêu à? Ốc biêu toi là ốc ngon hay là ngon? Ăn thử xem như nào. Ăn hầu. Có hầu nướng mỡ hành chị nhá. Hầu nướng mỡ hành. Đấy, cái món này là thích gì nữa? Một đĩa. Đĩa bao tiền à? Đĩa thì 10 con 7 nhá. Chào gọi hai đi mà chị đây. Nhìn cái đĩa này là thấy ngon rồi này. Ngày xưa chị ăn cái này thì chị ăn cái này là xả với lại cái gì nhỉ? Rau mùi với lá chanh. Ngon chưa? Chị thích ăn cái mà mọi người cũng thích ăn đấy chị ạ. Tưởng chị không biết ăn nhưng mà chị cũng biết ăn đấy.
Gừng thì không biết ăn, gừng sống thì không biết ăn thôi. Chị mà. Ăn cái đấy chắc phải ăn lúc trước đi. Chị ăn tí cho nó khát nước, đang khát nước ăn cái này rồi. À, đang khát nước rồi kia còn bao nhiêu mấy món này đợi chúng ta mà chúng ta đã ăn. Không muốn kể mà cô mang 6 người em ơi, tí nữa hai đứa nữa. Cho nên hôm nay là ăn thử ở chợ Tabi nó có cái món nào ngon là ăn thử mỗi loại một tí. Đang khát nước ăn đâu con em đang sợ là nhiều người lại bảo là mình tiết kiệm thì có ít thế nhưng mà không phải, mình muốn ăn nhiều ấy. Chị Ngoan làm chẳng có gì ngoài tiền. Nhà không có gì ngoài điều kiện đấy chứ. À, mình chỉ gọi tiền. 5 phút là người ta lại làm cho mãn hết thì cứ gọi tiếp thôi gì. Xong rồi không đằng trong kia em thấy nó có cái bánh đúc nữa rồi. Ui thôi chị không ăn nữa đâu, nắm nắm. Sao? No quá. Nói bánh đúc chị có nhớ không? Ngày xưa nhà chú em nuôi gà ấy. Xong rồi cho gà ăn xong thỉnh thoảng xin của gà. Cái gì cơ? Bánh đúc người ta nấu để cho gà ăn để khi người ta cân lên nó tăng cân đấy mọi người. Xong ngày kiểu bính trẻ con này, xong rồi toán ấy xin cái bánh đúc làm cho gà xong mình ăn luôn mà. Cái đấy không phải là bằng gạo đâu, cái đấy là bằng cám gì? Cám khô quấy nên. Cám khô quấy nên. À thế là chị Ngoan đã ăn cám rồi đấy nhỉ? Thế là chị Ngoan đã ăn cám khô rồi đấy. Ống to ngon rồi mọi người, chấm với mắm. Chanh cả đồ ăn của vịt nhá. Đấy. Xin mời mọi người ăn ốc. Về Việt Nam, về Hải Phòng thì tất nhiên là cái món này nó không thể thiếu được con. Ăn ốc cùng với chị em chúng em nhá. Ngồi ăn cháu xin. Ủa, đây cái này là món ốc gì cô nhỉ? Ốc cái gì? Ốc mít, luộc mắm. À, ốc mít luộc mắm. Cái này chắc là chị em mình chưa ăn đúng không? Chưa. Đây, ốc mít luộc mắm này mọi người ơi. Trang có cầm quay con chị cẩn thận không vậy? Gì bà nội? Con lại cắt phần chán này, cái phần miệng mình nói. Em ăn thử cái món này trước. Em ăn thử. Hai cái đứa đi đâu nhỉ? À, nóng. Thôi ăn đi em. Ăn thử đi, ăn ốc dạ. Ngon không? Ngon. Ngon. Cái này ngon mọi người ơi, ốc mít này. Ốc mít thì nó cũng giống như ốc bươu nhỉ, nó chỉ bé hơi bé tí. Ốc mít là nó bé mấy mít em đấy. Wow. Ốc mít này mọi người ơi. Ủa ôi, em khêu được nhiều thế á? Chị phải xoay chứ. Ôi thế à, chị khêu được mỗi tí mồm này. Ăn đi. Ăn đi, ngồi xuống. Ăn đi để em quay chị. Đừng ngại. Em mà ngại á. Ăn nhiệt tình. Ăn nhiệt tình. Ngon. Nhà nào về được đi ăn ốc. Tới nhà mình đi tầm chiều. Giờ mới có 2 giờ. Vậy tầm 4 giờ. 3-4 giờ. Tại vì là xem ở trên Facebook ấy, nhiều bạn làm về ẩm thực ấy, là rất hay đến chợ Cát Bi. Đi rồi. Ngon nhỉ? Người Hải Phòng nhưng mà lần trước thì là cái lần đầu tiên đến đây. Chị cũng vậy, lần này lần thứ hai. Chị Nga cũng lần thứ hai, em lần thứ hai. Em ở đi ở cùng Hải Phòng thế nhưng mà mình ở dưới quê thì lại xa, đi phải đến 30-40 cây gì ấy nhỉ? Em ở ra đây lần thứ N rồi. Rồi. Trang cái nhà nào gần đây không? Em là đúng rồi đấy, em là dặn ở cái khu này. Thế mà mua quần áo này còn sợ trả giá. Người ta đi mà mấy năm giờ về biết giá rồi còn nào. Dạ vâng, cháu xin. Ô, một đĩa có thế này thôi hả cô ạ? Là làm 15 con mình coi mà. Làm cho thêm, làm cho giống giống một đĩa như này nữa. Giống giống. Làm một đĩa 10 con nữa đây. Đây có 5 con. 5 con. Đấy, 5 con thôi. Cái này 6 con nhá, có thế này. Vâng, vâng. 6 con nữa đi. Thử con này trước đi. Thì đang ăn đến đâu ăn làm cái đấy, thì nó ngon. Ngon, nó nóng. Cái món hàu nướng hành ngon thật. Chị Nga thích ăn đúng không? Thì bà dễ em về. Chị ăn 2 con là chán rồi. Chị Nga thì lại không thích ăn hải sản, nhưng mà cái món này chị đã thích ăn, cho nên là chắc là mình sẽ côn ăn. Ừ, ăn khôn. Đấy là côn nhưng mà mấy đứa trẻ thì nó cũng không thích hải sản nhỉ, phải chăng? Cha gì có ăn một cuốn thì ý là làm sao? Làm sao về em đưa phải chế hủ. Ngon không em? Chia, ăn trước. Chị Nga ăn nào. Lại một đĩa nữa. Em chia đi. Ừ, ăn em. Chị em xin cốc trà tắc nhé. Em thử ăn con hàu với đá. Cái đó để ăn ở đồ xương cũng ngon lắm. Em một lần đầu tiên ăn ở trong Đà Nẵng. Trời nó tươi hơn. À đúng hơn, tươi hơn ạ. À? Biển ăn á. Lần đi về Việt Nam là em ăn ở Đà Nẵng. Ngay ở bãi biển đấy, Mỹ Khê đấy. Mấy cái nhà hàng nó cũng nặng ngon. Cho cái gia vị vào nó thơm. Mơ.
này hả? Mà đi đâu ở Việt Nam nó nhiều lắm, đa dạng. Còn bên Thái là nó không có nhiều như này đâu. Đường phố thì mấy cái món tteokbokki này, bánh gạo này, không chả cá nhỉ. Rồi mùa đông thì có cái bánh cá 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 luôn. Có cái bánh cá bánh cá này. Chỉ có thế, nó không có đa dạng như bên Việt Nam đâu. Lại đây tí người ta đang ăn đi em. Em đang ăn đây. Ăn đi. Em cho. Nhiều người ngạc nhiên bảo bên đây lại gặp thấy Trang nữa. Trang nó đang chuẩn bị hành nghề, quả này lập nghiệp. Được. Cay đúng không? Nóng. Ừ. Học làm nail xong rồi sang Hàn làm bà chủ. Mình là bà chủ ô vui, bây giờ thành bà chủ nail luôn. Tại vì bây giờ Việt Nam mình người ta quan tâm đến cái vấn đề làm đẹp nhiều ấy, làm tóc rồi làm nail rồi nối mi xăm các thứ ấy, là nghĩ là kiếm ăn được. Đẹp hơn. Tay tôi giờ bị đục đấy. Ốc bít đúng không? Ốc của chị đất rồi. Con này là chứng tỏ là cái bít nó to nên là không thèo được ra, thè luôn. Đây chỉ thèo cái đầu thôi đấy. Nên là cho lên mồm. Mồm cái này. Ai ấy thèo đó chị hả? Còn mấy cái tớ cho mình cơ. Đâu nó đùa. Đây cái này con này em thèo cả bít cho chị đây đây. Rồi úi trời ơi, này này, đến bít luôn nha. Mọi người ăn hàu nướng ngũ hành. Ừ, ừ, nha. Ta làm cái gia vị ngon thật. Lần đầu tiên về Việt Nam bọn em đi với lại Thu với lại Trang. Dạ, Trang nhỉ? Ừ. Bao nhiêu lần đầu tiên chị em mình về cùng với nhau đúng không? Đúng rồi, em có về cùng chị đâu. Về cùng chị cũng có về cùng em đâu. Chính là tập này em sao lại giờ đây hai chị em lại về cùng. Mẹ chồng chị với mẹ chồng em mà xem được chắc lại ngạc nhiên. Có hai đứa này nói. Bác thứ hai ở đây này. Bà, hai bà chi tên lửa đây luôn. Hai bà, sao hai đứa này lại hẹn nhau ở đây? Thực ra là vừa nãy mình có nhìn qua mấy bộ quần áo này thích lắm. Thế nhưng mà bảo là ở đây là người ta kiểu như là làm sao nhỉ? Nói thách ấy mọi người, cho nên là mình không dám mua. Bảo cái Trang thì là nó bảo là em đi lâu rồi, em không dám trả giá. Rồi hôm nay em Trang đã sẵn sàng. Đây là quán gì em gà tần rồi em. Wow. Ăn đi chị, hai đứa ăn một bát. Ăn không hết là hai đứa ăn một bát. Ừ, ok. Gọi thêm bát nữa đi. Ừ, gọi thêm chị Nga ăn, chị Nga chắc ăn được ấy. Cho bát cánh nữa nhá. Gà tần này. Gà tần đấy nha, ngon cực kỳ. Cái này bổ không? Cho cái này mua về được nhỉ? Được, mua về cho bán đi. Ừ. Mua về cho bán. Ok. Cái này tí về mua cho mẹ ăn cùng này. Hay quay xong chưa để em ăn. Ăn chiến. Đấy, cứ phải đợi quay không em. Nào ngồi đi chị. Em để anh cho vợ. Nào chị ơi, ngồi ăn đi. Ờ, ăn đi em, ăn đi. Chị, ăn đi chị. Nhà em con mấy đứa, hai ba đứa đang chờ em về cho bú. Chị em bột xúc còn nhiều này rồi anh. Hôm nay ba mấy đứa để em cho em bột cho cái bát được không? Đây. Đây. Bát to hay bát nhỏ? Bát nhỏ nhỉ? Bát nhỏ này đây. Bát là vừa. Do dạ béo, trên bằng to. Nhưng mà dạ em to thật. Bát này nhỏ thật nhỉ? Úp ở dưới. Em sờ cái cằm ra phải không? Đó. Em vẫn sờ cái cằm ra cũng là mặt em dài. Mặt em dài nhỉ? Wow. Ăn thử gà tần không không? Cái này cháu trong tuần trước có việc ăn rồi mình chưa ăn hay sao nhỉ? Còn đây là món vịt lộn mọi người, hầm với lá ngải. Cái này là gạo hay đậu xanh nhỉ? Lá ngải, gia vị. Ồ. Cái này ăn như nào? Xúc lên ăn thôi. Cho cái gì không?
chưa như Trang này là danh hài mới đúng nhỉ? Ăn không còn gì để cho nó ăn, nó gặp nó khó khăn thế nào. Ngon không? Ngon. Ngon mà con bồ đúng không? Con này bồ anh ấy, cái này làm gà ta à? Gà lẩu nhỉ? Gà lẩu à? Gà... gà ta móc đâu ra cái cánh 35.000 chị? Gà nó chỉ tầm cân 35.000. Vâng. Con gà ta đã 300-400.000 rồi. Thế à? Ta chất lượng chị tầm... Gà này nằm nó nuôi bên Tây á. Bên Linh. Bên Linh. Rồi cái thái luôn. Đánh à? Ngon á? Ngon đúng không? Ngon, quá ngon. Tại sao chị đang ăn? Thế à? Ừ. Đợi chị Nga hả? Ừ. Đấy, ăn như này mới thích. Có thể khóc về. Ăn được chó mèo khóc, đã ăn chưa? Tôi đã ăn xong rồi mọi người, mua thêm khoảng 3 túi nữa mang cho bà ngoại với lại bọn trẻ con ăn. Gà hầm ở huyện mình cũng có nhưng mà nó cũng không ngon bằng ở đây, nên là tiện thể là nhà nào nó cũng đều từng túi một này, chè này, xong rồi cháo này, gà tần này. Trang nó cũng mua cho bà. Xì tắc. Xin giới thiệu quý vị và các bạn, đây là chị Cam Bin. Mấy bộ đồ ngủ này cho Bin chưa, tại vì chiếc về nó dặn rồi, tại vì mặc mấy cái này của bé này nó mát lắm. Chị ấy cái này bao nhiêu nhỉ? 120 à? 101. À 101. Cho mấy bộ bé hơn bên. Trả 100 không bán. Chị ấy có cái loại là bé hơn nè. Đó là bé nhất rồi. Cái này mua cái này là hai mẹ con mình mặc vừa luôn. Chị ấy lấy cho em bộ này nè. Cái màu này nè. Hôm nay là gì? Hơi giống giống nhau nhỉ? Không giống, khác nhau hoàn toàn. Không có cái này sao bé hơn à? Chè cháo thì sạch sữa thì. Này cái này theo mình mặc được cái gì? Này xinh ấy, xinh đúng. Chị thì mặc cái gì chả được. 110.000 đúng không? Đấy, nhỏ nhỏ. Phải hỏi có được trả giá không? Đảm bảo không? Chị ơi, cái bộ này em lấy làm chợ nào người ta bốn thì mấy đâu mà. Chị bảo em đó. Chị được không? Không à. Cái đấy hề lẹ lẹt lắm à. Bộ này đẹp nhỉ. Bộ đấy được ấy. Bộ đấy ok chị ơi. Ai em cho em con đuôi mà. Cái này là con đường hết à. 50 con bán đấy. Đây nhá. Ok. Bộ này đẹp không? Rồi. Chị hỏi em mà chị nhìn vào camera. Ô cái này nó này. Đến khi mọi người xem được cái này thì cũng mua rồi hả? Cả hai cái chị ơi. Dạ không chơi, em lấy cái này đi. Lấy chục bộ đi chị ơi. Hai bộ thôi. Ui giời, lấy chục bộ đi gốc. Nhưng mà kiểu nó giống giống nhau ấy, nó phải khác một tí rồi. Lấy bộ nào về bán mặc. Mọi người đang trên đường đi về này. Đi qua thế là thấy người ta bán sầu riêng, thế là cả chị Nga tạt xuống để mua về cho bà ngoại. Vậy mình cũng rất là thích ăn sầu nữa này. Ở đây thì chắc là phải bổ ra thì mới tính tiền nhé em nhỉ. Ngon mới tính tiền mà. Ờ. Anh ơi, cái này là sầu của ai đấy? Ở đâu ấy? Sầu Thái, sầu Việt Nam? Sầu Việt Nam à? Sầu Việt Nam à? Đây là gì sầu, đây là sầu Thái, tất cả của Lâm Đồng ấy. À, loại nào nó ngon nhất đấy? Loại Thái là ngon nhất. Thái là ngon nhất. Thái là của Thái Lan á? Không, giống Thái nhưng mà trong Việt Nam. Vâng. Có nghĩa là bổ ra ngon thì mình mới lấy. Bổ ra ngon ngọt mình lấy. Ồ, bao tiền cân đấy? Em bán một loại 130, loại 140 ạ. Khác nhau ở cái điểm gì ạ? Nó chỉ chênh nhau giá thôi. Chênh nhau giá này à? Mình có biết chọn đâu chị nhỉ? Bảo anh ấy cái loại nào nhưng mà quả nó ngon thì lấy, quả nó không ngon thì khoảng mấy cân? Khoảng à. Quả này nhá. Nó chín thì ngon ạ. Bà chị ảnh hưởng đến cơm em chịu, có chịu luôn. Ồ, dạ vâng. 130 ạ. Ui, nhiều này à. Ui, sao nặng này á. Em chỉ tưởng nó 2 cân. Cầm quả sầu này. Ồ, vâng. 5 cân nặng nhờ. Ồ, xong 5 cân không nặng mấy. Em bổ quả này nhé. To dã mày. Nó to quá hả? Không, cho mẹ ăn nữa hả nhà? Vừa tặng lấy quả này phải được 3 hộp cơm ấy. Ba hộp cơm á, bố cho em xem nào. Em chứ cái loại này bao tiền cân hả anh? Loại này 140 ạ. 140.000 một cân mọi người, đắt hay là rẻ? Từ hôm về này chưa được ăn miếng nào mọi người. Wow. Xem nó có ngon không? Nó thấy bằng vàng rồi đó. Ăn thử chị Nga, ăn thử nhé. Em đeo khẩu trang rồi. Ok. Rồi Nga chuyên gia ăn thử. Chị ăn được sầu riêng à? Ăn được. Ờ. Em này xéo xéo ra tí. Cầm cả miếng, em có giấy mà. À thế à? Vâng. Nhưng là một mình chị không ăn được hết này, nhiều quá được để ăn hết đi lại còn làm khách nữa. Em ăn thử đi. Ăn thử đi. Ăn thử đi. Ăn thử đi.
có vẻ ngọt lắm Xuân ơi. Đó kìa. Đã được đáp án đâu. Từ từ. Sầu riêng người ta bán ngay đường luôn. Dạ, một loại 130, 140 ạ. Ok không? Ok không? Ừ. Thế à? Quất cái này nhá. Ngon vậy luôn nè. Ngon hả chị? Wow. Ngọt mọi người ơi. Tách giúp em với. Vâng. Trời ơi, nhìn như con lợn con ấy. Z6 là 130, còn sầu Thái 140 anh ạ. Đấy, wow. Tất cả chín hết rồi. Được 2 hộp chị nhỉ? Được 2 hộp đấy. 2-3 hộp ấy, còn đây cơ mà. Con là sao em ra em mua tiếp? Vâng, co đây ủng hộ em. Ủa? Cái này có bị gì không nhỉ? Không ảnh hưởng gì hết đâu. Thái là một nửa bên này đấy. Đây một nửa này đấy. Vâng. Nửa bên tay trái. Ôi, anh này anh làm bên chuyên nghiệp anh bổ ngon đấy. Mình bổ sầu riêng thì nó te thứ sổ bất vả. Quen. Em không bổ quả này đâu, em chỉ biết bổ gì thôi. À, nó khác nhau hả chị? Cái kia nó bổ dễ bổ hơn. Ừ. Cái này khó lắm. Nhiều cái này nhỉ? Nó cùi cái loại này ăn à? Cái này ăn ngon cực kỳ luôn. Đây người ta lấy về người ta ăn với kem ấy. À. Đúng rồi, cái sầu này để tủ mát ăn ngon. Vâng, hai chai đầy luôn. Trời ơi, cái mùi sầu riêng nó thơm dã man mọi người ơi. Mê chưa, chỉ có phải Việt Nam là mới thấy cảnh này thôi. Còn ở bên Hàn này toán này ăn sầu đông lạnh ấy thì nó thỉnh thoảng nó cũng ngon, nhưng mà hầu như nó sẽ không bằng cái loại này nữa đấy. Thôi cái video hôm nay nó cũng dài rồi, mình xin dừng video tại đây nhé. Hẹn tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.